Xin mời các bạn đến với kênh Đài Lâm Bùa Đào Dò. Bình Lương Liên Tàu Lao Chào Bái Đao Trần Hoàng Đài Lâm Bà Lô Tô Ly. Ở đây là cuộc chiến rất hấp dẫn tại Thánh Địa Gò Sỏi các bạn. Kèo này là né cái Dương Châu và Gơ Tây ký đội gặp Tài Nhỏ và Hoàng Di. Đây là Thánh Địa Gò Sỏi. Hiện tại bây giờ là 18 giờ giờ địa phương Gò Sỏi các bạn. Trận đấu này của các cặp cao thủ kiếm cơm và kiếm cơm gặp nhau rất kịch tính. Một pha kết thúc quá tốt của Hoàng Di. Đại Lâm chỉ có kênh Đại Lâm Bùa Đào Dò và Đại Lâm Chuyện Mới Lên, tất cả các kênh khác không phải của Đại Lâm nha các bạn. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng kênh. Thank you all. Quá hay. Quá hay. Và bóng chấm nhỏ của Dương Châu. Thật sự quá hay. Một hai. Một pha kỳ không được tốt của Gơ Tây. 3-1. Lại là sở trường đường số 2 của Hoàng Di, quá ghê, pha bóng vừa rồi. 4-1. Dương Châu là thầy giáo của Hiếu Tết các bạn, quê Bến Tre cùng Khánh Shipper Thọ Bến Tre. Bữa nay nó có lộn cái sấy nè Hoàng, đúng không? Dương Châu giờ tự sát tại Đắk Lắk. 5-1. Một pha quá hay của Dương Châu, Tài Nhỏ không thể làm điều gì hơn. 2-5. Mấy giờ đó hả? Trời ơi, mấy cục mía cục bắp con không hấp dẫn tí nào. Mày ráng mày thủ hai nhịp anh ơi. Biết gì là tiếp đây với thằng Bùn Lây hả? Đây cái máy còn cái thằng kèo rất đặc. Hay. Tuần này đá có tuần lắm. Quá hay cho Gơ Tây. Thật sự một quả bóng quá hay cho Gơ Tây. Gơ Tây quen quen bài của vừa Hoàng Di các bạn ơi, cho nên bắt bài được của Hoàng Di các bạn ơi. Một pha kết thúc tốt nữa của Dương Châu. 3-5. Thổi mà. Nói đó đó lại là giờ mà chắc một cây bao cây thủ cái mày rồi cao mày chạy vô kia thầy phải vô xuống bộ đội rồi giữ chim kia bộ đội thủ nha chim đúng rồi thôi ơi cái mà hình này không phải để dành cho riêng áo đen đâu, không đứng gì được ngoài đâu, thủ má không đứng gì được ngoài đâu. 3-5. 3-5. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một quả quá hay của Dương Châu trên lưới. Thật sự Dương Châu sát lưới quá khó chịu các bạn ơi. Cảm giác quá ác. 4-5. Tài nhỏ bữa nay bầm dập mình mẩy với Dương Châu hết rồi các bạn ơi. Vô. Lại là Dương Châu chấm nhỏ 5 đều. Dương Châu 4 quả liên tiếp quá hay các bạn ơi. Quá hay. Thật sự các bạn thấy cái kỳ tài nhỏ như thế nào? Rất đẳng cấp và đẳng cấp các bạn. Nhưng thật sự thầy giáo Dương Châu dạy hiêu tắc quá ghê và quá ghê. Thật sự đáng sợ. Những cú chấm nhỏ của thầy giáo Dương Châu rất khó chịu. 5 đều. Một quả quá khó của thầy giáo. Hoàng Di tự tin phá bóng gì rồi. 6-5. Ở bên kia đối diện Đại Lâm là kênh bộ đội Bua Lì Đòn và bóng chuyền Phong Thủy. Đây là thánh địa Gò Sòi. Thánh địa Gò Sòi muối miếu của bà Lâm. Vô. Ủa dẫn dẫn chấp cái đầu cái ngực hả? Dẫn chấp cái ngực chứ vậy. Ý là thằng Hoàng Duy dẫn chấp bình thường giống xe đầu luôn hả? Quýnh lại hả? Thì ra tôi mới phát hiện Dương Châu quá chày. Đỗ Quýnh Đồng nói Dương Châu đang cắn ớt rồi. Dương Châu nói để cho nó chấp ngực quýnh tiếp. Nghe nói vậy luôn. Thầy giáo Dương đúng là Dương Châu da dày như Châu. Thì số nhiều rồi. 7-5. Bóng ngoài. Quang, em quấn với thằng Hoàng Duy rồi á nha. Không bao giờ nó biết chấm nhỏ cái lỗ giữa bao giờ. Ba đời anh nói thiệt luôn. Nó lên cực kỳ ghê gớm mà không bao giờ nó biết chấm nhỏ. Anh nói thiệt. Nó chuyên môn quánh đồ là đùng đùng nghe lỗ số 6 nhiều mà không bao giờ biết chấm đâu. Thầy ở Dương sát vô chấm khó chịu luôn. Thấy chưa? Quay cho cơ tay. Lại là Quần Di trượt đường số 2. Bóng không qua lưới. 7 đều. Thánh địa Gò Sòi các bạn ơi. Kèo chế nha các bạn. Vì sân này anh em nó bị cục tay hết rồi các bạn ơi. Còn có chơi đầu với giò với chân ngực thôi. Thánh địa Bà Sòi, đây là sư phụ của em. Đại Lâm, đệ tử của thứ 19 của Tài Địa Hiệp. Tụ lĩ mẹ múa lửa. Ghê thật. Bảy đều. Một pha kết thúc lỗ số 6. Quá khó chịu. 8-7 đổi sân. Bên Hoàng Di, bên Hoàng Di lá 8 á. Tám bảy. Thật sự quá lợi hại của Hoàng Duy khi lên lưới. Xin lỗi các bạn, Dương Châu. Dương Châu rất khó chịu khi lên sát lưới các bạn à. 8 đều. Đâu
một quả kết thúc đầy tự tin của Hoàng Di. Chính tác quá tự tin pha bóng vừa rồi của Hoàng Di. 18 lại là đường số 6 chết hơi hơi về đường chéo A. 11-8 Dương Châu vừa tự sát tại Nam Lạc. 12-8 một pha té quá té của tài nhỏ các bạn ơi. Quá hay cho tài nhỏ, quá hay cái lái của Hoàng Di. Cuối cùng hai cầu thủ té lên té xuống. Chậm lại nào. 9-12 9-12 Why? Quá hay cho cái mắt của Dương Châu, mắt Dương Châu sáng ngời các bạn ơi. Hoàng Di sợ cái mỗi chân qua lưới, giò chạm lưới nhẹ rồi. Thật sự ông thầy giáo cặp mắt ông quá ghê. 10-12 chết rồi các bạn ơi, cái cây thọc vô, cái cây thọc vô Dương Châu nằm một đống luôn rồi các bạn ơi. Chết rồi, pha bóng vừa rồi. Không biết có điều gì đang xảy ra không? Các bạn có thể xịt cái mũi máu luôn các bạn không chừng các bạn ơi. Một pha tai nạn thảm khốc các bạn ơi. Cái này hơi còn hơn là knock out nữa các bạn ơi. Cái này là hơi knock out nữa bộ đội. Trời ơi là trời. Ông ta, ông ta bị tai nạn, anh đừng có làm vậy. Ok man. Anh làm vậy là tôi không thích nha. Ok man. Ok man. Mấy anh đừng có lợi dụng cơ hội đó. Ok man. Đang bàn tán xôn xao 14 điều tại sao thua các bạn, quá tức. Mười ba mười. Hai ba cái gì rồi? Cái này qua anh ấp hết bên quay nữa.
một pha tự sát tại đám lá của Hoàng Duy, bóng ngoài 11-13. Quay đẳng cấp của Hoàng Duy lên tiếng những cái đường số 2 quen thuộc. 14-11. Mười bốn mười một. Tôi đi bon. Tôi đi bon nè. Đang xem quả bóng này nữa các bạn ơi, đang xem các bạn ơi. Đang xem. Không biết ngoài trong đang lu sư đang xem các bạn ơi. Có lẽ ngoài các bạn ơi. Quá đáng tiếc một pha bóng cho Hoàng Duy. 12-14. Tưởng đâu kết thúc chương trình các bạn ơi, nhưng chương trình chưa kết thúc, vẫn tiếp tục các bạn ạ. Mười hai mười bốn. Quay một pha cú bóng quay của Dương à, của Hoàng Duy kết thúc chương trình không. Quay của Gơ Tây. Quay kết thúc rồi. Quay thật sự quá hay, pha bóng cuối cùng của Hoàng Duy, tỷ số 15-12, quá hay cho Hoàng Duy. Quá hay cho Hoàng Duy các bạn ơi. Quá hay, quá hấp dẫn các bạn ơi. Rồi, đã quá,